Thưa quý vị, nhằm phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông đã tích cực triển khai các mô hình sinh kế, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ khó khăn, tăng cường nguồn vốn tại chỗ, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, góp phần xây dựng huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới. Chị Hoàng Thị Hinh là hội viên phụ nữ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Gia đình chị là hộ nghèo. Nhằm tạo điều kiện cho gia đình chị có thêm sinh kế, từng bước khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất. Tháng 3 năm 2023, chị Hinh được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã quan tâm hỗ trợ một con bò giống sinh sản thuộc mô hình trao bò giống, tạo sinh kế. Đến nay, gia đình chị Hinh đã vươn lên và thoát nghèo. Phụ nữ xã đã trao tặng cho tôi mô hình chăn nuôi bò, bò cái lai sim. Và qua một năm tôi nuôi, tôi thấy con bò là cũng không có gì là khó khăn mà không bị ốm đau bệnh tật. Và tôi thấy là bò của tôi là rất là ổn định. Và từ qua một năm là tôi nuôi, tôi thấy bò của tôi đã sinh ra được một chú bê con và tôi rất vui. Từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Độn đã triển khai thực hiện mô hình trao bò sống tạo sinh kế cho phụ nữ nghèo. Qua 2 năm triển khai thực hiện, tính đến hết tháng 12 năm 2023, mô hình đã thu hút được trên 1.300 hội viên, phụ nữ, cá nhân tham gia, ủng hộ được tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Trong năm 2022-2023, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao 3 mô hình sinh kế cho 3 hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2024, thì bước đầu đã trao 2 mô hình sinh kế cho 2 hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn nhằm mục đích cho các chị vươn lên trong cuộc sống, cố gắng thoát nghèo. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Nông có 6 mô hình sinh kế với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Với mục tiêu, mô hình đề ra đến hết năm 2026 sẽ giúp đỡ được 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều và chuyển biến tích cực. Huyện ủy Tam Nông đánh giá cao và công nhận mô hình sinh kế của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là một trong các điển hình dân vận khéo năm 2023 của huyện Tam Nông. Thời gian qua đã có nhiều cái mô hình điển hình được triển khai thực hiện hiệu quả và mang tính chất lan tỏa trên toàn địa bàn huyện. Đặc biệt là mô hình như là nuôi bò sinh kế của phụ nữ xã Hương Nội, và bên cạnh đó thì cũng có những mô hình như là cái mô hình huy động nguồn lực để xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu của khu 19 xã Bắc Sơn. Cái mô hình này thì đã giúp cho các hộ gia đình là chị em phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, khi mà nhận được cái mô hình này thì đã thoát nghèo. Các mô hình thì cũng đã từng bước góp phần củng cố và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Việc hỗ trợ mô hình sinh kế là một giải pháp trao cần câu, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thắm đượm nghĩa tình giữa các hội viên phụ nữ trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần xây dựng huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới.